Chào quý anh chị, đây là cây siro một cốt, loại rất quý hiếm. Lâu lâu thì mới có một cây nó một cốt như thế này, lên thẳng. Cây này là cây cũng lâu năm rồi, cây có trái. Hiện giờ thì để trong chậu thì nó trông nó nhỏ nhỏ gọn gọn vậy thôi. Chứ cũng có trái nhiều mùa rồi. Chúng ta nhìn cái gốc cái của nó là sẽ biết liền. Giá bán của cây này là 900.000, bao phí vận chuyển luôn ạ, tức là giao hàng tất cả mọi nơi, không bao gồm chậu nhé. Chậu thì rất là nặng, rất là khó để vận chuyển ạ. Khi mà quý anh chị nhận sẽ được bao đất lại ở trong một cái chậu nhựa cho nó nhẹ và dễ đi khắp mọi nơi được. Quý anh chị quan tâm đến cây siro này, hãy gọi điện về số điện thoại 0914 935 946. Hoặc thông qua clip này, quý anh chị nếu có mong muốn lấy cây giống với số lượng nhiều, loại 50.000 hoặc là loại cây cỡ vừa 250, thì hãy cũng gọi điện về số điện thoại này 0914 935 946. Sẽ được cung cấp cây giống và tư vấn kỹ thuật, cách chăm sóc, v.v. Xin trân trọng cảm ơn.